Em Vũ xin chào toàn thể cô chú anh chị trở lại màn ảnh này. Thì chiều hôm nay mới xúc rửa được mấy cái bình xăng, thì lấy cho cái khui, lấy cửa gà khui bình xăng. Đó, thì hai bình quay A và hai bình ghim 125. Thì bà con lưu ý giùm em, ở đây thì tụi em bán là có canh chỉnh xúc rửa rồi, nhưng mà không bao gam ti, không bao chải xăng dư. Bán cùi đó, bán buôn đó. Quan trọng là cái giá nó rẻ. Cái giá rẻ, giá thợ cho anh em về có thể là mình lên luôn, hoặc là mình phải canh chỉnh lại. Cái đó thì mà phải nói trước là nghe, nhớ nha ha, cô bác ha, lưu ý ha, bán không bao nha. Bán buôn không bao á. Rồi cho bút lông giờ kìa. Trước tiên em sẽ quay hai cái bình xăng của quay A. Bán buôn chứ không về bán không về bán xài không có khoản. Mấy bình này không về xài không có khoản. À, bên đây bình số 1 nha bà con ha, có rửa hết trơn. Rửa dơ lắm, trời ơi, quay A nè, số 1. Quay A bán đồng giá 400, bán giá thợ không bao, còn mấy anh thợ nè. Mấy anh thợ thường thường ta hai bao, ta hai bao thì ta bán 500-600. Quay A thì trái ga nó nhỏ lắm, nó nhỏ xíu vậy nè. Nó ít khi nào bị liếm lắm. Còn nguyên không liếm nè. Trái ga bà con quan sát này nó đen ha. Trái ga gin mà kim đốt gin luôn nha. Chả sao xăng lắm, cái họng nhỏ chéo chèo ha, cái họng ga này nó chéo chèo à. Gắn lên mấy chiếc Trung Quốc, mấy chiếc quay A quay pha lắp trắng lắp đen rồi đó. Rồi, có khóa xăng đầy đủ. Đó, chén trên chén dưới rồi nước sơn đẹp, nước gam nước nhôm đẹp. Đó, le gió đầu đẹp, rửa xúc đầu bằng những cái phương thức kinh nghiệm nghề nghiệp mình làm đó. Thợ làm chứ Vũ không có làm ha, thợ làm là ngon lành hết trơn rồi. Nhưng mà bán là buôn, không có bao, 5NB, bình xăng quay A, bình số 1, quay A 400 ngàn. Đó, bà con quan sát từ những cái chi tiết mép ốc này là các kiểu là bình số 1 cho qua 400. Rồi tiếp theo là bình số 2, cũng là quay A. Trái ga bích tông là đen đẹp đều luôn, không lém luôn ha. Ngon thấy ghê, đó. Kim đốt ghiên, trái ga ghiên. Nước nhôm đẹp sáng. Cũng là 400 ngàn tiền ship, 25 ngàn không bao nha bà con ha. Không bao tiền ship nha. Nếu mua một bình 25 ngàn đó, hai bình chứ cũng có 25, 3 bình chắc tăng lên 30. Nhiều khi mấy anh thợ đã dứt cái mọc hết trơn rồi, mấy anh em thợ dứt là 5 cái, 10 cái hết trơn. Xúc rồi giờ mấy ông không xúc, để vậy là mấy ông bán đó, lên xe lên mấy ông chỉnh đây. Nhiều khi chỉnh gió, chỉnh ga là lại lậm mà. Nhiều khi lên luôn muốn mượt mà lại phải chạy từ nhầm khi lên nhầm xe lên mượt luôn, nhầm khi xe thì chạy vài chục cây số mới mượt lại. Rồi bình số 2 400 cũng quay A luôn. Đó, thì từ mép ốc đồ này kia nào đẹp ha, nước da cũng còn sạch sẽ đẹp. Đây cũng còn được miếng sơn hãng làm thuốc nè. Rồi bình quay A này sạch đẹp cho qua. Rồi hai bình ghim 125. Bình số 3 cũng là bình ghim 125, chén đẹp quá. Chén nước nhôm Atimon, nhôm Atimon nó nhẹ lắm. Số 3 là bình ghim đời 2021, đóng cái số 13 đời 2021 đây nè. Đó, nước nhôm đẹp. Chế ga bích tông đẹp. Kim đốt ghim. Lè gió ở trong nó có muối, lè gió không biết hả? Bậm hát thì chết rồi, dính này. Rồi, nước nhôm khá là đẹp luôn. Rồi, số 3 là ghim 125-600 ngàn. Nhớ cô bác lưu ý giùm em ha, tiền ship là 25 ngàn không bao nha. 600 nè. Mình cộng thêm tiền ship nha. Và chạy ra 625 ngàn. Rồi tiếp theo là bình số 4. Bình số 4 là cũng là bình ghim 125. Bình này bình số 14 luôn. Đời 2022 luôn. Bình số 14 đời 2022 đây.
trái gà bích tâm có bị chóc nước sơn nè, chóc nước sơn nè, bên ngoài là một nước lớp sơn màu đen áo bên ngoài đó, vô trong mấy lớp sơn màu vàng, nó kỹ lắm, nó làm hai lớp nước sơn nè, là bị chóc nước sơn đời 2022 luôn nha bà con ha. Ghi 60 bình này đời số 14 nè, đời 2022 luôn, bình này đời cao luôn, nước nhôm còn sáng đẹp. Bình này hình như là nãy có test trên xe rồi nè. Rồi có xúc cửa canh chỉnh gọi chân. Bình này 600.000, anh em nhanh tay dứt hai cái bình kim 105 đời 21 và đời 22 này, xài là ngon lành gần đào luôn. Rồi hai bình xăng 600.000 cái cho qua. Rồi tiếp theo sẽ là chùa tay đây. Tiếp theo là sẽ là có mấy cái phụ tùng của 110-99 hết rồi, sắp hết rồi, em sẽ gã những cái xe 99 khác nữa ha, cho anh em nào có đam mê bán xe 110 mua về dọn rửa chơi. Ở đây là cặp gác chân nhôm, em trả giá hoài bán là bữa nay bớt 10.000 là bán 290.000 thôi. Cặp gác chân nhôm hôm bữa bán 300 trả giá 280 hoài quơi kèo luôn. Cái cục thông gin này, hai thông lô, nhiều người không biết, có thiệt lâu tình luôn, nhiều người mà sửa xe và nhiều người mua bán xe không biết cục thông gin và cục thông lô, người ta chỉ biết dòm cái này xanh xanh thôi, xanh xanh mà tưởng lục bình, không phải đâu. Nếu mà cục thông gin á là cái cháu này nè, cổng sắt này nó sẽ có hai lớp sắt, một lớp vòng tròn ngoài và một lớp vòng bên trong, đó là thông gin, thông gin, còn cái này là thông mới thôi, không phải là đầu theo xe đâu. Thừ lừ hết trơn là gin mấy chục năm rồi, gin gì đó là gin. Rồi một cặp gác chân đó, một cặp gác chân 110-99 đó, hai cái quai còn y ok nha, hai cái quai còn y đó, 300.000 nè, là K E V A trừ 2 K E V A trừ 2 trùng mã luôn nha đó, 300.000 bữa nay bớt 10.000 còn 290, anh em nào súp bà soi quốc này luôn. Dài gắn quai pha lóc trắng lóc đen 110 đó, alpha cộng ZX được hết trơn nha. Như 110 thì cái quai này cứng lên, em chở đồ là gịch cái quai này khó hư lắm nha. Kèm theo hai miếng sắt luôn nha. Kèm theo hai miếng sắt luôn à. Rồi. 290.000. Cái cặp này còn dưới nhà hoài ta. Cặp cơm nè, lật lại được ha, chưa có bị liệt nha. Nút này còn sử dụng bình thường, công tắc này sử dụng bình thường. Nó có đầy đủ keo le, cần keo le luôn. Rồi cặp cầm của quay 110 này 800.000 nha bà con ha. Nếu mà bán được thì em đợi sẽ bán cho bà con, còn không được giờ bữa em gửi cho thằng ní, nó vẽ chữ lại chơi, nó vẽ chữ Titan này nè, mình chơi xinh sạch sẽ, nó vẽ cầm chữ này lại chơi thôi, vẽ chơi thôi chứ bán buôn gì đó. Cặp này đẹp nè, vẽ chữ là đẹp lắm, rửa sạch sẽ ra, rửa hết các kiểu ra, vẽ chữ lại chữ nổi nữa nè, vẽ chữ lên đẹp liền. Rồi có dây le đồ đầy đủ nha bà con ha. Rồi cặp cầm của 110 này 800.000. Ở đây có tay thắng 110, tay thắng lô, và đừng đưa lên, nó có cái dán cái tem này là lô nè, dưới ốp tóp nó dài là tay thắng lô đó, để dành sửa xe để treo trên xào đó. Ở đây kích đời, ghim kích đời của 110 mà danh da băng nha, bán cục kích đời với cục sạc nè, cục sạc 9.8 luôn, cục sạc ghim theo xe với kích đời, hai thằng bán chung nha nè, cho bà con coi margin da băng nè, quá trời tối rồi, hết thấy đường gấp màu rồi. Đây margin da băng nha. Cục kích đời này vô xe nào cũng được cho nghe bà con, tất cả dòng xe cục kích đời 110 là xài vô địch, xài không biết chừng nào nó hư luôn, vô địch. Đây, cục sạc cũng vậy nè, 9.8 luôn nè. Đó, 300.000 nha, cục kích đời với cục sạc 300.000. Cục chớp này kèm theo luôn, không biết xài được không đây, hên xui. Ở đây thì có cái giò đạp của Kim 125 đẹp lắm, giò đạp sáng chân luôn. Giờ cho chúng ta gắn là full 2, full neo, full x đó, 300.000, 350.000 giò đạp nè, có thun đồ đẹp mới chát chân nè, có ốc số 10 luôn. Rồi hôm nay thì có cái boe của 110-99 còn ghi đó đây nè, 400.000. Quan trọng là cái quay này, và cái quay này nó không gãy nè, là người ta bắt cái xá xị nè vô nè, với cộng dây hai máy vô đó đó, vậy thôi à. Rồi boe 110-99 nó mua, ai mua lọc gió mua thêm thì bên đây lọc gió bán 120.000 cái, boe 110-99 mua vô
199KFL 8500. Cái boe này bên nào gửi ní và vẽ cái chữ đó 99 lên, 1999 lên. Vẽ được luôn á. Rồi cái phần đó cho qua đi. 400.000. Đó 105. Rồi ở đây em có cặp phuộc của con quay 110 Thái đời 99 đó. Sơn ghim, phuộc có học phục hồi nè, có dấu phuộc phục hồi nè, nhưng mà nhúng đã lắm, nó không có bị sọc ti. Cái dàn phuộc của 110 làm mà làn hơi lại nhúng là ok luôn nha. Nước sơn ghim, cây này nước sơn ghim đẹp nè. Có chày nè, nước sơn ghim đẹp nè, có cây này nè. Cây này nó bị bắt cái ổ khóa xe mà bắt về á. Nó đã phục hồi rồi, quan trọng là phần ti và lò xo. Nó ti vẫn còn ti ghim, không có bị sọc ti. Đó, ti không có bị sọc ti đâu, không bị ghẻ luôn. Quá êm nè, nó bị hai cây nó bị chạy mà tuốt ở trên nó nghe, không có ăn thua gì đâu, tuốt trên đâu bao giờ nhúng tới đây được nè. Nó tới cái chấn ba rồi. Tới chấn ba rồi. Đó, hai quan trọng là hai cây ti của nó quá chạy êm, nó không có bị sọc ti. Tám trăm ngàn cặp phuộc 110/99 nha, theo xe nước sơn ghim còn nè, 99 nè, hai con số 9 tròn vo luôn. Rồi cặp phuộc 99 này cho qua đi, treo lên xào luôn đi, bán không được đâu. Rồi có một bộ ốc quay 110, cái bộ bài bóp đầy 2000 nghe, không có xài ông chỉ. Bộ ốc 110 đầy 2000, ốc dần chân. Ốc dần chân bao lầm lông đền của cái phuộc trên nè. Đó, lông đền phuộc trên, lông đền phuộc dưới, hai con ốc phuộc nè. Hai con tán cốt nè ha, cặp cốt trước sau nè. Cốt gấp nè, cây đũa thắng nè. Đó, bách lửa câu. Đó, năm con ốc gác chân nhôm. Đó, hai con ốc boe. Rồi mấy con ốc bắt cái cục canh trước canh sau, rồi mấy con ốc bắt cái học bình. Đó. Lông đền, cặp bách tăng sơn, mấy con ốc 6 ly, rồi ba con ốc treo mái. Đó, cái lò xo của cái chống đứng hả. Rồi. Đó, đây là bộ ốc dần chân của quay 110 Thái. Thì anh em muốn mua về gam lại hoặc để sử dụng luôn cũng được, ốc nó cũng còn xanh, còn sáng ốc. Đó, ốc này ốc đời 2000 nha bà con ha, không có xài ông chỉ nha, xe anh em nào 2000 mua vô, hoặc xe nào mình bị like thì mua thay vô. Đó, nó không khác gì chân xác, một con xài không chỉ và con không xài thôi, nhiêu đó đó, không có khác cái gì chân á. Với cây cốt sao 199 nó khác với anh pha lóc đen. 199 nó giống như anh pha lóc đen, còn 112.000 thì nó chỉ giống 2.000 thôi, nó không giống ai. Nó chỉ khác cây cốt sao và cái bách tăng sơn thôi, nó khác hai miếng này thôi, còn như toàn bộ giống nhau. Rồi cái bộ ốc qua 110 đời 2.000 này em bán cho bà con cô bác với cái giá là 600.000. Nè, mấy cạnh mép ốc này còn căng thẳng cho nghe bà con ha. Nè anh em, hoặc là anh em gam lại vô xe. Rồi cho qua đây, gam lại vô đầu về nhà, tháo từ con thay, từ con chơi vậy. Mấy cái khoe của ốc treo máy nè. Rồi 600.000 rồi, xin chào, rồi cảm ơn bà con xem clip em nha.